Chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với một số anh em sử dụng cái con GROW nhé, từ con 2 ký rưỡi cho đến con 6 ký nhá, TLX. Mình chia sẻ hôm nay là mình chia sẻ cái mã lỗi, tất cả các mã lỗi của con biến tần GROW, bởi vì là rất nhiều anh em gặp nhiều mã lỗi khác nhau mà anh em không biết cái mã lỗi đó nó là cái mã lỗi gì. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới anh em. Thì anh em này, con GROW của mình đang sử dụng N500W này, đang sử dụng đang hoàng 500W này. Cái đồng hồ dưới kia của mình là 470W. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ đó là một cái trang web mình đã tìm và kiểm tra khi mình mua con GROW ấy, và mình kiểm tra ấy, và mình có tham khảo ở trên các kênh anh em ấy. Anh em hay gặp cái mã lỗi mà anh em lại không biết cái mã lỗi đấy là mã lỗi gì để mình tự mình giải quyết và cứ đi hỏi hết người này người kia, nhiều người thì người ta trả lời cho anh em, nhiều người thì lại không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái web và cái sơ đồ tất cả các mã lỗi của cái con GROW này. Cái con GROW này, thì con GROW này nó chung với tất cả các con 2500W cho đến con 6000W. Đó, thì anh em cứ theo cái trang web mình sẽ để link bên dưới mô tả ấy, video ấy, thì anh em vào cái trang đấy, hoặc anh em lưu vào, hoặc anh em đao xuống để sau này ấy, anh em sử dụng con GROW chẳng may nhé, chẳng may nó bị lỗi hoặc cái mã lỗi nào mình cứ tệ có thể tự tự xử lý được, chứ không phải hỏi ai mà không phải bối rối về mình gặp cái mã đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đưa anh em vào cái trang web máy tính và mình sẽ quay qua cho anh em thấy. Còn khi mình đăng video lên thì mình sẽ để cái đường link dưới mô tả video anh em nhé. Anh em này, DV1 của mình hôm nay này nó đang hòa được là 500W, bởi vì là từ hôm qua cho hôm đến thời điểm bây giờ thì cái khu mình ấy bắt đầu nó có được tí nắng rồi anh em. Thì thời tiết nó cũng gọi là ấm lên, thì nó có nắng thì nên là nó cũng hoạt động khá ok, chuyển đổi tốt, hoạt động êm ái. Với hệ 1 kW của mình, gần 1 kW của mình ý, thì máy của mình nó mát và mình sử dụng đủ xài. Thì bây giờ mình sẽ không nói vòng vo, không nói nhiều nữa, mình sẽ quay sang cái máy tính của mình và chia sẻ với anh em những cái mã. Thì đợt vừa rồi ấy, trên kênh của mình nhé, có một bạn bị lỗi cái mã đấy, là gọi lỗi mã 304 ấy, hình như là 304. Bây giờ mình sẽ cua anh em đây này, anh em nhìn đây đấy, thông cái những mã lỗi ấy. Anh khi anh em bật cái trang web lên, anh em bật cái trang web lên thì anh em sử dụng cho mình trang web Google Chrome nhé. Thì cái trang web em nó có cái chế độ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nếu anh em nào không biết tiếng Anh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lùi lại cái trang web này xem có tìm có mã lỗi 304 của bạn không, lâu không đó, 304 ấy, mình đã chia sẻ với bạn ấy, bạn đã khắc phục được đó, thì cũng rất may cho bạn ấy. Đấy. Này, BE bất thường. Đó. Lỗi 304. Điện áp trung tính và BE trên 30V. Đó. Kiểm tra điện áp trung tính và BE. Kiểm tra hệ thống dây điện AC khởi động lại biến tần nếu vẫn gặp trường hợp lỗi, liên hệ với nhà sản xuất. Đó. Thì nếu anh em mà sử dụng con GROW 2 kg cho đến con 6 kg thì anh em cứ vào cái trang web này của mình cho mình và anh em tìm hiểu trước hết là anh em chưa bị lỗi thì anh em sẽ tìm hiểu nó có những cái gì, lỗi gì và nó có những cái mã nào, thì sau này anh em cần bị lỗi cái là anh em biết cái đó là lỗi gì, mình có thể tự khắc phục được không hay là phải đem đi bảo hành hay là nhờ người nào có chuyên môn. Đó. Thì đây, ví dụ tiếp tục thì mình sẽ lấy một cái mã đây, ngay đây. Không có kết nối AC, lỗi 302 không có kết nối AC, kiểm tra dây AC, kiểm tra trạng thái của bộ ngắt AC. Đó. Đấy, nếu trên biến tần của anh em đang sử dụng mà bị cái lỗi 302 thì anh em kiểm tra dây AC. Thế anh em có cái bảng này rồi, mã này rồi thì mình xác định được cái máy của mình đang lỗi gì và đang gặp cái tình trạng gì, có phải ok hơn không anh? Đó.
Thì trên cái trang web Chrome thì mình cũng khuyến khích với anh em nên sử dụng là trang web Chrome để mình có thể dịch anh em này, có chữ dịch này, tiếng Anh này, chuyển tiếng Anh này. Đó, thì mình không biết tiếng Anh thì mình ấn vào chữ vần tiếng Việt này, nó sẽ làm tiếng Việt, anh em thấy chưa? Nó sao vần tiếng Việt. Rất là ok. Cái nào ok. Bây giờ mình sẽ chuyển trang, nó có tầm khoảng là 80 trang thì 50 trang gì đó anh em. Đó. Đây. Ví dụ tiếp theo, ví dụ mình sẽ chia sẻ với anh em và thêm này, ví dụ như cảnh báo này 203 chức năng DC SPD này bất thường đó, cảnh báo 203 BV1 và BV2 ngắn mạch đó, cảnh báo 24 chức năng kết nối khô bất thường, cảnh báo 205 tăng BV1 hoặc BV2 bị hỏng đó. Khi anh em có cái bản mã lỗi này, biến tần anh em báo mã bao nhiêu, anh em sẽ biết ngay đó chính là mình bị cái gì, mình khắc phục thế nào đó. Cái này như anh em có thể đào xuống thì mình chưa đào nên mình sẽ nào. Mình chưa đào này đó, đây anh em nhìn nha, nó sử dụng cho TNX nhé, 2500 cho đến 6000 anh em nhá. Đó, mình thử lên trang 47 này xem là nó tất cả là bao nhiêu trang web 51 này, bao nhiêu trang có cái lỗi của cái biến tần này, khắc phục cái biến tần này 51 trang anh em ơi, là hết rồi 51 trang nhá. Đó, 51 trang đó. Nó hướng dẫn cho mình kể cả kết nối 4G, kết nối wifi X LAN đủ các kiểu đó. Còn đây là cái thông tin này, gọi điện các thứ này cho công ty này, mail này, server này, đủ các thứ. Đó. Thì mình sẽ để cái đường link ở dưới mô tả video. Anh em nào cần thiết thì anh em copy cái đường link đó về, hoặc là anh em nào cần thiết thì anh em vào đường link đó, anh em đọc qua cho nó hiểu thì mình sẽ nắm bắt được cái mã lỗi, cách đấu nối, cách sử dụng cái con biến tần của nó 2500W cho đến 6000W TNX. Đó, nếu anh em làm thì xin chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.